Xin chào anh em, lại là Chiến đây. Và hôm nay Chiến vừa phát hiện ra một cái máy cũng rất là hay để giới thiệu cho anh em gần xa. Có một cái cô giáo đến spa mộc tìm một cái máy lau sàn nhưng mà không cần phải dùng nước dùng xà bông. Thì cô đã tìm như vậy và Chiến đã phát hiện ra một cái máy của hãng Black and Decker có cái công việc như vậy để giúp cho những cái người nội trợ hoặc là những cái cô quản lý trong trường học hoặc là chữ trẻ rồi đó, mình có thể dùng để lau nữa. Lau sàn dùng nhưng mà không cần dùng nước nha anh em à, tại vì cái này là xài hơi nước. Xin lỗi anh em, xài hơi nước thì không cần dùng xà bông nha. Mình chỉ cần hứng một ly nước để vào máy cũng như là bộ phận đó, mình bấm điện, mình ghi điện vô là mình lau rồi đó. Bây giờ không làm mất thời gian của anh em nữa, Chiến sẽ khui ra cho anh em coi. Anh em nào hoặc là gia đình nào đang cần cái máy lau hơi nước này thì có thể là mua của hãng Black & Decker về xài trong cái gia đình của mình. Còn những cơ sở giống như là giữ trẻ hoặc là trường học rồi đó, mình sẽ dùng lau thường xuyên cũng tốt. Chỉ cần ghim điện, bỏ xíu nước vô là máy hoạt động, là mình sẽ lau được thôi. Rồi anh em sẽ coi lần nữa nha. Đây, chúng sẽ mở ra cho anh em coi. Coi xa chứ đi. Coi xa chứ. Cái máy này cũng khá là vừa tiền nha anh em ha. Với cái mức giá chỉ có 2 triệu 165 ngàn thôi là mình sở hữu được cái máy này rồi. Chứ đi là tay cầm anh em, tay cầm để mình nối dài ra để mình lao cho không bị mỏi lưng nè. Wow, nguyên bộ đây. Wow, quá chừng luôn. Wow, quá chừng trong đây luôn. Và đây đây là cái bồn để đựng nước. Mới ra có luôn nè. Đây là bao bì. Rồi mình sẽ coi gần lại nha anh em, coi gần lại dễ hình dung, với coi xa quá không biết cái gì luôn á. Trách nhiệm sử dụng và hãng tặng cho mình một cái miếng vải để mình lau. Mà anh em coi lại gần lại nha. Đó, anh em sẽ thấy tặng cho mình một cái miếng giẻ để mình lau nè. Và đây là cái hộp để đựng nước. Đây là cái bộ phận chính của mình, bộ phận máy cũng như là cái bàn lau nằm ở đây luôn. Này thấy ha. Và khi mà mình lau thì ở đây nó có một cái góc nghiêng lắt léo, mình cũng lắt léo gì mà lắt léo nhưng mà không được tháo ra nha, anh em không được tháo ra. Thì phía dưới này sẽ có một cái ống dẫn hơi nước xuống từ từ trên xuống dưới, nó lòn như đây và cái miếng giẻ mình sẽ nằm đây và cái hơi nước nó sẽ phun vô miếng giẻ và miếng giẻ nó sẽ tạo cái hơi nóng ra để mình lao lên cái vật liệu, cái nền nó giết chết vi khuẩn đó. Và Chính sẽ điểm qua cho anh em thông số cái máy này cho mình biết luôn nha. Cái này mã sản phẩm đó là S, xin lỗi anh em, F SM1605. Nó xài điện 220 và công suất của nó là 1.300W. Nó có khả năng chống nước là IPX4 nè. Và khi mà anh em xài á thì mình chỉ việc lấy nước bỏ vô cái giò này, cái túi này, xong mình gắn vào đây. Mình gắn vào đây như vậy. Nó sẽ nằm như vậy nha. Mà anh em coi xa đi. Và mình sẽ gắn cái tay cầm này vô. Gắn tay cầm này vô đây. Đó, anh em gắn vào cái vị trí như vậy nè. Rồi, mình sẽ có một bộ để mình lau. Mình lau. Đó, anh em thấy ha, phím hành này để bên bên nha. Đó, anh em lau. Thì khi mà nước nó sẽ xuống cái động cơ và nó sẽ tạo ra cái hơi nước. Hơi nước sẽ đi xuống đây bằng cái giòi này, bằng giòi nãy chỉ cho anh coi á. Và cái hơi nước sẽ lan tỏa vào cái giẻ bông này và nó tạo ra một cái cách lau nhà là lau bằng hơi nước. Chỉ mình hoài vậy anh em cũng cũng hiểu rồi ha. Đó, mình chỉ việc lau vậy à. Khi nào mà cảm thấy cái giẻ này dơ thì mình đi giặt, mình phơi sạch xong mình sẽ lau tiếp bằng cách làm cứ hoạt động như vậy. Ngoài ra cái giẻ này thì mình có thể mua rời nếu mà lâu ngày nó bị hư nha anh em, có thể mua rời luôn. Và chỉ báo giá cho anh em biết là cái giá sản phẩm này là 2 triệu mấy, tôi mất rồi, 2.165.000 nha anh em, 2.165.000. Đó, anh em nào đang thích cái phong cách lau nhà bằng hơi nước để diệt 99,99 vi khuẩn của hãng Black & Decker thì anh em mua ngay máy này nha. Mã nữa, rồi nói là cho anh em biết mã nữa nha. Mã sản phẩm là FSM1605. Đó, hiện đang có bán tại Spa Mộc. Ngoài ra nó sẽ còn một cái mẫu lớn hơn nữa, dài hơn nữa và khỏe hơn nữa. Anh em có thể đến đây coi trực tiếp để Chiến giới thiệu cho anh em sau nha. Hoặc là anh em có nhu cầu thì có thể là nhắn tin vào Facebook của Store Mộc để hỏi thêm thông tin về cái dòng máy lau hơi nước này, lau nhà hơi nước này, lau sàn hơi nước này.
Và anh em có thể là đến trực tiếp cửa hàng với địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để mình coi trực tiếp luôn. Tôi sẽ lấy cho anh em coi để mình hướng dẫn cho anh em thêm. Còn anh em ở xa thì cứ đừng ngần ngại nhắn qua kênh Facebook của Store Mộc, hỏi về giá, hỏi về thông tin, hỏi về cách thức mua hàng đều được. Và Store Mộc ship hàng tận nơi trên toàn quốc luôn nha anh em ạ. Tặng trên toàn quốc luôn và cách thức ship hàng cũng rất là nhanh. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em những cái video lần sau nha. Và mình là Chiến, cảm ơn anh em đã xem cái video giới thiệu này. Cái máy này thật sự là cũng rất là nhiều người xài đó, anh em phải cân nhắc nha. Mua về xài là lau nhà lau đồ rất là nhanh gọn lẹ, kiếm điện là xài thôi. Lau cái này sạch luôn nè.